Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sơn Hà trong khóa tu một thủ. Hôm nay là ngày 45 của khóa tu, nghĩa là chúng ta đang ở giữa khóa tu. Kỳ trước chúng ta có nói tới bốn cái hơi thở, nó liên hệ tới thân. Và chúng ta đã tìm cách phát triển cái lĩnh vực của sự thực tập, trong đó cái đối tượng là thân. Và chúng ta có thể căn cứ trên một cái kinh gọi là kinh niệm thân để làm chuyện đó, cũng như là đồng thời căn cứ trên cái kinh nghiệm thực tập của chúng ta. Kinh niệm thân á, niệm thân kinh á, là một kinh thuộc về trung bộ, cũng có trung A Hàm. Và trong kinh này chỉ nói về về quán niệm về thân thể mà thôi. Trong kinh An Bang Thủ Ý thì đứng về lĩnh vực thân thể chỉ có bốn hơi thở, và chúng ta có thể phát triển chế biến để nó trở thành ra nhiều hơi thở. Tại vì bốn hơi thở là cái tối thiểu để cho người ta dễ nhớ thôi. Hôm trước chúng ta đã nhắc rằng là hơi thở đầu tức là hơi thở ra vào, vào ra. Và chúng ta gọi nó là nhận diện hơi thở. Nhận diện. Recognizing hay là recognizing the breath, hay là identifying the breath. Nếu đó là hơi thở vào thì ta biết đó là hơi thở vào, nhận diện thôi, không có can thiệp, nhận diện đơn thuần thôi. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Hơi thở hai và hơi thở thứ hai là theo dõi, following the breath. Trong cái bản Pali thì đây là hơi thở dài và hơi thở ngắn. Thở vào một hơi dài, tôi biết rằng tôi đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết rằng tôi đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở ra một hơi ngắn. Thì hai cái hơi thở đó, nó được gom lại thành một hơi thở là theo dõi hơi thở. Và mình có thể gọi là dài ngắn. Và theo dõi hơi thở. Và chữ Hán là tùy tức. Tùy tức tức là đi theo. Tức mình có mặt trong suốt hơi thở vào. Đừng có lãng quên. Bám lấy cái hơi thở vào, luôn luôn có mặt, theo dõi nó từ đầu tới cuối. Và hơi thở thứ ba mà chúng ta đề nghị thêm vào, tức là an tĩnh.
cái chữ làm cho an tĩnh, làm cho nghỉ ngơi, cái chữ nguyên ở trong kinh là chữ thức á. Mình có thể dịch là calming, calming the breath, calming the in breath, calming the out breath. Thầy Pháp Đoan có đề nghị thêm một chữ là chữ soothing. Soothing nó làm cho nó êm dịu lại. Tôi đang thở vào và làm cho êm dịu lại cái hơi thở vào. Soothing. Làm cho nó lắng dịu lại. Chứ lắng dịu hay. Nhận diện hơi thở, theo dõi hơi thở, lắng dịu hơi thở. Lắng dịu tức là làm lắng dịu. Và với cái chánh niệm nó tham dự vào á, thì hơi thở vào ra tự nhiên nó là tự nhiên nó lắng dịu lại rồi. Và nếu mình theo dõi hơi thở thì hơi thở nó cũng trở thành ra dài, nó chậm, nó lắng dịu hơn. Và đến cái hơi thở thứ ba là thực sự mình làm cho nó lắng dịu, mình thấy nó lắng dịu thật sự. Và lúc đó mình bắt đầu có cái thiền duyệt, có cái hạnh phúc, có cái an lạc trong khi mình thở. Nhất là mình ngồi thở ở cái chỗ mà không khí trong lành và cơ thể mình thoải mái. Hơi thở thứ tư mà chúng ta nói tới là tức là mình cảm thấy hỷ lạc trong khi mình thở vào, tức là enjoy my in breath, enjoying my in breath I breathe in. Tức thở mà không phải đó, thấy đó là một cái công tác, là một cái sự thực tập, là một cái sự cố gắng. Mà thở đó như là một niềm vui, như là một cái sự thưởng thức. Mình có thể gọi là thưởng thức hơi thở vào, hay là cảm thấy hạnh phúc trong khi thở vào, cảm thấy an lạc trong khi thở vào. Cảm thấy an lạc trong hơi thở vào, cảm thấy an lạc trong hơi thở ra. Enjoying my in breath, I breathe in. Hay là feeling happy, feeling ease, feeling well-being, I breathe in. Thì ở đây nó đang thuộc về cái lĩnh vực của thân thể, nó chưa đi ngang qua lĩnh vực của cảm thọ. Nhưng mà tại vì cái sự vật là nó như vậy, nó tương tức là trong bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp á, lĩnh vực nào nó cũng chứa đựng ba cái lĩnh vực khác. Vì vậy cho nên trong thân nó đã có thọ rồi, không có đợi qua thọ thì mới cảm thấy cái sự an lạc này. Cái này nó dễ hiểu. Và mình sẽ không nói rằng tại sao mình đang trong khi mình đang trong lĩnh vực thân thể mà nói thọ, tại sao không có chờ tới khi nếu bước sang lĩnh vực cảm thọ mới nói thọ. Thì thực ra thực tập ngay hơi thở đầu đã thấy có cái lạc thọ, an lạc thọ, đã có cái gọi là thiền duyệt, tức là hạnh phúc của thiền định. Thì trong bốn cái hơi thở đầu này, hơi thở nào nó cũng có đối tượng thuần túy là hơi thở,
Rồi mình đi đến tới hơi thở thứ năm á, tức là mình mới bắt đầu chạm tới cái thân thể của mình, đem cái hơi thở có chánh niệm mà đi tới với là thân. Tuy là hơi thở là một phần của thân rồi, nhưng mà đó là chỉ là một phần của thân thôi. Bây giờ đem cái hơi thở chánh niệm đó ôm hết cả toàn thân, gọi là nhận diện toàn thân, nhận diện toàn thân. Sarvakaya, đây chưa phải là toàn thân, đây mới là hơi thở thôi. Cái này là toàn hơi thở, cái này là toàn thân. Nhận diện toàn thân, tôi thở vào. Thì ban đầu thì mình nhận diện hơi thở vào, nhận diện hơi thở ra. Bây giờ mình tới nhận diện toàn thân. Thân hình hài mình có đó. Mình tỏ lòng ưu ái, mình công nhận sự có mặt của nó. Mình có thể dịch là recognizing the body I breathe in, hay là experiencing the body I breathe in. Và hơi thở thứ sáu ở đây á, là lắng dịu toàn thân, relaxing the whole body. Khi mình hướng dẫn một cái buổi thiền buông thư thì phải nắm cho vững tất cả những cái kỹ thuật này. Ban đầu mình giúp cho họ trở về hơi thở của họ, làm lắng dịu hơi thở của họ. Rồi sau đó mình giúp cho họ trở về với cơ thể của họ, ôm ấp lấy cơ thể của họ và giúp cho họ buông thư, làm lắng dịu lại để cho cái sự căng thẳng ở trong con người, trong cơ thể của họ nó tan biến. Và trong một cái thiền buông thư, trong một cái buổi thiền buông thư thì cái hơi thở này nó sẽ kéo dài, tức là mình cho thời gian nhiều cho cái hơi thở này. Làm sao để cho cái sự căng thẳng nó tan biến hết trong cơ thể của người ta, thì lúc đó cơ thể nó mới có khả năng nó tự chữa lành những cái thương tích ở trong nó. Và chúng ta cũng có nói tới cái hơi thở thứ bảy là cảm thấy an lạc trong toàn thân. An lạc này là an lạc trong hơi thở ra vào, vào ra. Còn an lạc này là an lạc trong toàn thân. Thì chắc quý thầy, quý sư cô cũng nhớ là ngày xưa lần mai chúng ta đã có cái bài vào ra sâu trầm, khỏe nhẹ, lặng cười, hiện tại tuyệt vời. Thì nó cũng căn cứ trên cái phép này. Vào ra thì biết rồi, sâu trầm, tức là càng thở thì cái phẩm chất của hơi thở nó càng lên cao. Như vậy cho nên hơi thở vào nó sâu hơn, hơi thở ra nó chậm hơn. Vào ra sâu chậm như vậy. Và bắt đầu thấy dễ chịu. Rồi khỏe nhẹ, tức là thở vào tôi thấy khỏe quá đấy. Thở ra tôi thấy nhẹ quá đấy. Cái đó là cái lạc thọ,
Cái đó là cái thiền dược. Thì ban đầu mình nhận diện toàn thân, rồi đến mình làm cho nó lắng dịu. Và khi nó lắng dịu rồi thì mình cảm thấy nó sự thư thái, an lạc. Và trong cái bài kia nó nói rất rõ ràng là khỏe, là nhẹ. Thở vào tôi thấy khỏe, mà khỏe đây là khỏe trong toàn thân, chứ không phải là chỉ khỏe trong cái hơi thở mà thôi. Trong cái niệm thân, Đức Thế Tôn có đưa ra một cái ví dụ là mình có cái bồn nước tắm, một cái bồn tắm, và sau khi mình lấy cái bột tắm mình pha trong bồn tắm rồi, xong rồi, tại vì ngày xưa là có những cái người nhà giàu đó, thì trước khi người nhà giàu đó tắm thì người giúp việc phải nấu nước nóng và đổ vào trong bồn tắm rồi phải hòa cái bột tắm vào trong đó, rồi cái người tắm đó mới vào ngồi nằm ở trong đó. Thì người đó cảm thấy toàn châu thân nó được thấm nhuần cái sự hỷ lạc của mà gây ra bởi cái nước ấm và bởi cái bột tắm. Thì bây giờ nếu quý vị mà có tắm bồn tắm thì quý vị cũng thấy như vậy, một cái bồn tắm nước nóng mà nó ấm, nó dễ chịu, thì mình vào ngồi vào nằm ở trong đó không có làm gì hết, để y nguyên để cho cái cảm giác ấm áp đó nó thấm vào trong toàn thân. Đó là một giây phút hạnh phúc của những người tắm. Thường thường nếu mà mình có cơ hội mình tắm như vậy, hoặc là mình đi vào trong sông hay trong hồ rồi mình tắm, thì nếu mà mình kỳ cỏ liền cho sạch sẽ thì mình không có được cái đó. Mình xuống dưới đó rồi mình để yên để cho nó thấm vào. Nó thấm vào từ đều đầu tới cuối, từ trên xuống dưới, nó không có chỗ nào không có thấm vào. Thì đó là một cái ví dụ mà Bụt đưa ra trong cái niệm thân. Cũng như một cái ví dụ khác mà Bụt cũng đưa ra là trên một cái miền cao nguyên đó. Sau trận mưa thì nước nó từ các khe nhỏ nó chảy xuống. Nó chảy xuống cái vùng đó, một cái vùng đó hoàn toàn là đầy dẫy nước, không có chỗ nào là không có nước. Nước nó thấm nhuần cả một cái vùng như vậy, và tất cả cây cỏ trong vùng, cây cỏ nào cũng được thấm nhuần nước hết. Thì cái châu thân của mình cũng vậy, khi mà mình thở vào, khi mình thở ra đó, thì châu thân mình nó thấm vào cái chất hỷ và cái chất lạc. Đó là ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba là một cái áo choàng. Một cái áo choàng, trời nó lạnh á, mà mình có một áo choàng, nó choàng từ ở trên đầu nó choàng xuống, thì cái cơ thể của mình từ trên xuống dưới đều hưởng cái sự ấm áp hết. Không có chỗ nào ở trong cơ thể mà không có hưởng sự ấm áp. Đó là những cái ví dụ đưa ra trong cái niệm thân. Và nó có nghĩa là cái hỷ lạc này nó là hỷ lạc cho toàn thân. Ban đầu nó là hỷ lạc cho hơi thở, nhưng mà sau đó là hỷ lạc cho toàn thân. Và ngay trong cái lĩnh vực của bốn cái hơi thở thì mình đã thấy rõ ràng tu đâu phải là khổ hạnh, là cực khổ đâu. Tu là làm cho nó có hạnh phúc. Mình chăm sóc lấy cái hơi thở của mình chăm sóc lấy cái thân của mình, mình làm cho cái thân mình nó êm dịu, nó lắng dịu, nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Rõ ràng những cái hơi thở này nó có khả năng
nuôi dưỡng một trị liệu rất lớn. Vì vậy cho nên quý vị phải học kinh niệm thân. Niệm thân kinh ở trong Trung A Hàm, ở trong Trung Bộ đều có hết. Sau khi nhận diện cái hình hài mình như là một cái tổng thể, thì mình có thể tiếp tục bằng cách nhận diện từng cái bộ phận của cơ thể. Ví dụ như là mình nhận diện cái trái tim của mình, hay là cái buồng phổi của mình, hay là cái lá lách của mình, hay là trái thận của mình. Nhận diện máu huyết, nhận diện đủ thứ hết. Và ở trong kinh thường hay kể tên những cái bộ phận của cơ thể, 37 cái phần của cơ thể, thì đây cũng là một cái bài tập mà mình có thể thực vào trong cái mình có thể áp dụng được. Và trong cái thiền buông thư là mình áp dụng cái này, là mình thở vào thì mình có ý thức về hai con mắt của mình, và mình thở ra thì mình mỉm cười với hai con mắt của mình, tại hai con mắt mình có khi nó mỏi lắm, rất là tội nghiệp. Và mình đem cái ý thức, cái chánh niệm, cái lòng ưu ái của mình đem tới, mình ôm lấy hai con mắt của mình để cho nó được êm dịu. Và từ cái phần óc sau này, rồi cái phần vai này, chỗ nào cũng có thể có những cái vùng căng thẳng, có những cái vùng căng thẳng. Và mình đi từ trên đầu đi xuống dưới chân, mình đi từ từ như vậy. Và mình nhận diện từng cái bộ phận cơ thể, đi tới đâu thì mình làm cho nó lắng dịu tới đó. Đó là một phép, buông thư toàn thân mà Đức Thế Tôn dạy ở trong kinh Niệm Thân. Và cái hình ảnh của Ngài đưa ra là một người nông dân leo lên trên gác và lôi xuống một bọc hạt giống. Thì lôi xuống bọc hạt giống rồi thì ông ta mở một cái đầu cái bao hạt giống đó, và ông cầm cái đầu kia, ông kéo lên, và tất cả hạt giống ở trong bao nó chảy ra, nó tuôn ra ở trên sàn nhà. Và với hai con mắt còn sáng của một nông dân thì ông nhận rằng đây là đầu xanh, đây là đầu trắng, đây là hạt bắp, đây là hạt cải. Ông nhận diện rất là rõ từng thứ, từng cái loại hạt giống ở trong cái bào kia. Thì khi người hành giả cũng vậy, trong tư thế ngồi hay trong tư thế nằm, thì sau khi đã nhận diện toàn thân rồi thì bắt đầu nhận diện từng phần của cái thân thể. Vậy cho nên mình bắt đầu từ óc rồi đi xuống, và mình nhận diện từng cái phần một, và mình mỉm cười cái phần đó, và mình làm thế nào để cho cái phần đó nó thư giãn đi, nó thư giãn ra. Thì trong cái thiền buông thư mình hướng dẫn, mình phải hướng dẫn như vậy, làm cho cái sự căng thẳng của mình nó tan đi từ cổ, từ vai, từ cánh tay cho đến bắp chân. Và cái tư thế nằm ngửa là tư thế rất là hay cho sự buông thư toàn thân. Và vì vậy cho nên mình đừng có coi tư thế nằm ngửa là tư thế không có tốt. Đã, uy nghi nó có liên hệ tới cái chuyện là bốn cái tư thế của cơ thể, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Phải nhớ cho đẹp và cho kín đáo, đừng có hớ hình, đừng có thô lỗ thôi,
Nhưng mà mình đừng có kỳ thị cái tư thế nào cả. Cái tư thế nằm mà buộc gối gẫm á, là tư thế sư tử tọa, tức là nằm về trên mặt. Đó là tư thế tốt nhất thôi. Còn những tư thế kia thì không có hay bằng vậy thôi, chứ không phải là mình bị cấm, không có được. Miễn là khi mà mình có cái sự thanh nhã, kín đáo, thì nó được thôi. Và nhất là khi sự có mặt của một người khác, thành đó là vấn đề uy nghi. Và vì vậy cho nên trong cái thiền buông thư, tư thế nằm duỗi hai tay hai chân là rất là quá rất rất là lợi, rất là khoa học. Và nằm trong tư thế đó thì nó không bị gò ép. Nhân diện. Các phần của cơ thể. Rồi thứ 9 là lắng dịu. Làm lắng dịu các phần của cơ thể. Thì nó cũng một cái nguyên tắc đó thôi. Những cái ví dụ mà Bụt đưa ra đều thuộc về những cái ví dụ nó cái thời đó. Của cái thời đó. Thì mình là người hướng dẫn thiền buông thư thì mình phải làm thế nào để giúp cho người ta buông thư tất cả mọi cái bộ phận của cơ thể. Và cố nhiên luôn luôn bắt đầu từ hơi thở vào và hơi thở ra. Và kế tiếp mình có thể làm tới hơi thở thứ 10 là mình nhận diện các yếu tố nó làm ra cơ thể, tức là tứ đại. Mình thở vào và mình nhận diện yếu tố nước, tức là thủy đại. Nhận diện bốn đại. Trong cơ thể. Thế vào mình nhận diện nước ở trong cơ thể. Nước ở trong cơ thể nó có tới hơn 70% của cơ thể. Và mình phải uống nước hoài, nếu không thì nước nó thấu thoát ra ngoài. Mình được làm bằng nước. Rồi mình cũng nhận diện bốn đại ngoài cơ thể. Tại vì bốn đại trong cơ thể là nó từ ngoài nó đi vô, rồi từ trong nó đi ra. Tại trong khi mình thở cũng có hơi nước ở trong hơi thở. Thở mình cũng làm cho nước đi ra, đi tiểu cũng làm cho nước đi ra, toát mồ hôi cũng làm cho nước đi ra. Nhận diện bốn đại trong cơ thể, nhận diện bốn đại ngoài cơ thể. Và như vậy thì mình thấy cái trong với cái ngoài nó không phải là khác nhau. Nó vừa mới ngoài đó, bây giờ trở thành trong. Nó vừa với trong đó, bây giờ trở thành ngoài.
Vậy cho nên mình nhận diện cái sự giao lưu giữa bốn đại bên trong và bên ngoài. Sự giao lưu giữa bốn đại. Trong và ngoài. Cái quán này nó bắt đầu nó giúp mình tháo gỡ cái thân kiến. Tại mình cứ nghĩ là cái gì ở trong mới là ta, còn cái gì ở ngoài là không phải ta. Vì thực ở ngoài mà không có mặt trời, không có ánh sáng, không có không khí thì đâu có ta được. Cho nên mình cứ nghĩ rằng cái ranh giới của ta là da, cái gì ở trong là ta, còn cái gì ở ngoài không phải là ta. Cái đó là một cái rất là sai lầm. Mà cái thân kiến có thể cởi bỏ được, bắt đầu cởi bỏ được. Khi mình nhận diện yếu tố lửa trong cơ thể, thì mình thấy rất rõ rằng nếu không có sức ấm, sức nóng trong cơ thể thì mình chết liền lập tức. 37 độ. Nếu mà xuống 30 độ là nguy. Và sự sống là một cái quá trình đốt cháy. Đốt cháy. Và khi ta đốt lò, ta thấy rõ ràng sự đốt cháy và thán khí nó đi ra. Nhưng mà cái sự đốt cháy đó nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Là mỗi khi mà ta thở vào á, thì ta đưa oxy đi vào, dưỡng khí đi vào. Và nếu không có dưỡng khí vào thì không có thể có sự đốt cháy. Ví dụ như cái lò củi này mà quý vị bít bưng bít thì, và không có cho không khí đi vào, không khí nó có mang oxy đi vào thì cái lò sữa này nó không có cháy được. Tại vì cho nên lò sữa này nó cũng phải thở, nó đưa dưỡng khí vào. Và khi mà nó đốt thì có nhân nó tạo ra CO2, tức là oxit carbonic, thán khí. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi khi chúng ta thở vào thì chúng ta đem dưỡng khí vào. Rồi thì tất cả những cái hột máu trong phổi á, nó tiếp nhận cái dưỡng khí đó và từ cái màu tím bầm á, nó đỏ tươi trở lại. Rồi nó đỏ tươi trở lại, rồi trái tim nó bơm một cái thì những cái hạt máu đỏ tươi đã nó trở về để nó nuôi cơ thể. Nó giúp vào cái sự đốt cháy của từng cơ thể. Và cố nhiên là khi mà đốt cháy như vậy thì cái chất thán khí nó đi ra, và khi mà ta thét ra chính là ta đem cái chất than đó nó đi ra ngoài. Và chúng ta mỗi người là một cái lò lửa, và chúng ta luôn luôn cháy. Đức Thế Tôn có dạy một cái kinh gọi là kinh lửa, và ngài nói rằng là năm uống đang cháy, của ta đang cháy rất là hay. Kinh lửa đó là cái kinh mà Đức Thế Tôn dạy vào dạy ở núi Tượng Đầu, tức là sau khi mà thành đạo rồi, độ được chừng 60-70 người ở tại vườn đài rồi, thì ngài về làng U Lô Tần Loa, và ngài độ ba anh em ông Ca Diếp và gần 1000 đệ tử của họ. Và sau đó ngài đưa họ lên trên núi Tượng Đầu Gayasisa, và ngài giảng dạy, ngài huấn luyện cho họ. Và trong những cái kinh ngài dạy trên cái núi Tượng Đầu đó là có kinh lửa. Nếu quý vị chưa đọc kinh lửa thì phải đọc. Và như vậy mình nhận diện bốn đài trong cơ thể, mình nhận diện nước, mình nhận diện lửa, mình nhận diện không khí. Và không khí nó luân lưu trong cơ thể, và trong đó có dưỡng khí,
có thanh khí, nó luôn luôn, nó đi ra đi vào luôn luôn, và cái ngoài nó đi vào, rồi để cái trong nó đi ra, và nó có sự giao lưu như vậy rõ ràng. Thì trong khi ngồi mà thực tập như vậy thì mình thấy rất rõ, mình thức rõ bản chất của sự sống, và mình nhờ thấy như vậy mà mình có thể từ từ bỏ đi được cái ý niệm là cái gì nó nằm dưới làn da là mình, còn cái gì nó nằm ngoài làn da là không phải mình, là nó sai lầm lắm. Đứng về phương diện gọi là nhận diện các phần của cơ thể, ở trong kinh nó có một cái ví dụ rất là dễ sợ. Buộc cũng dùng, là Buộc nói ví dụ như mình đi tới một ngã tư nào đó thấy có một cái ông bán thịt, boucher, rồi ông bán thịt heo, rồi ông ấy trình bày ra đây là sườn, đây là gan, đây là thịt mỡ, đây là thịt nạc, đây là cái gì đó. Tại mình không phải là người bán thịt heo, thành mình không có biết tên tất cả những cái đó. Thì khi mình quán niệm về những cái thành phần của cơ thể thì mình cũng nói được đây là phổi, đây là gan này, đây là mật này. Mình phải phân biệt ra rất rõ những thành phần cơ thể và mình nhận diện nó. Có cái hay là trong khi mà mình hướng dẫn thiền buông thư đó, thì mình đi tới cái phần nào mà có cái đau nhức nhiều đó, thì mình dừng lại cho lâu lâu. Ví dụ cái gan của mình nó yếu á, thì khi mà mình hướng dẫn cho người khác thì đôi khi mình không biết họ là gan yếu, nhưng mà nếu biết họ người đó gan yếu thì đi ngang qua gan mình để cho họ ở lại lâu, ôm lấy cái lá gan của họ lâu lâu để mà cưng chiều, để nâng đỡ, để mà bồi dưỡng, nuôi dưỡng nó bằng chánh niệm, bằng lòng yêu ai. Còn một mình mà tự làm thiền buông thư thì khi mình đi từ trên xuống dưới mà đi ngang qua các bộ phận nào nó đau thì mình dừng lại cho lâu, mình ôm lấy một cách rất là ưu ái cái bộ phận đó, mình mỉm cười với nó, thì cái sự trị liệu nó sẽ xảy ra dễ dàng hơn. Còn nếu mình căn cứ hoàn toàn vào thuốc thì không có được. Mình có thể dùng thuốc, nhưng mà nếu mà mình dùng chánh niệm để ôm ấp và để làm cho cái sự căng thẳng trong cái phần đó nó đi thì cái sự trị liệu nó xảy ra rất là dễ dàng. Có những người họ bị đau nhức kinh niên, đau lắm. Mà cơ thể của họ nó càng căng thẳng từng nào thì cái sự đau nhức nó càng mãnh liệt từng đó. Và cố nhiên khi mình đau nhức như vậy thì mình muốn có một cái thứ thuốc để trị đau nhức. Sự thật là khi mà mình để cho sự lo lắng, sự căng thẳng nó dâng lên trong cơ thể của mình thì sự đau nhức đó nó tăng trưởng rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mình biết làm buông thư, làm lắng dịu cái cơ thể của mình thì sự đau nhức đó nó giảm xuống liền, nó giảm rất là mau, đi xuống rất là mau. Thành những người mà có cái bệnh đau nhức, nhất là bệnh đau nhức kinh niên, thì thực tập những cái phương pháp buông thư lắng dịu này nó sẽ đỡ đau nhức nhiều lắm.
khi mình thở vào mình cũng có thể ý thức được cái sự có mặt của tổ tiên ở trong cái cơ thể mình. Trước hết mình biết rằng cái cơ thể này là một cái sự trao truyền của tổ tiên, và vì vậy cho nên không có khó gì hết nếu mình thấy được là tổ tiên, cha mẹ đang thực sự có mặt ở trong trong cơ thể này, trong từng tế bào cơ thể này. Và chúng ta có tổ tiên, ông bà là loài người. Nhưng mà trước khi có sự xuất hiện của loài người thì chúng ta đã từng là những cái loài khác. Chúng ta đã từng là thú vật. Và trước khi đã làm các loài động vật thì chúng ta đã từng làm các loài thực vật. Và trước khi làm các loài thực vật thì chúng ta đã làm những cái loài khoáng chất. Vì cho nên chúng ta có bốn loại tổ tiên: khoáng, thực, đồng và mới đến con người. Thì cái quan điểm này nó đúng vào cái quan điểm của khoa học bây giờ. Con người nó tiến hóa từ những cái hình thái của sự sống khác, chứ không phải là con người là do thường để nắng ra rồi hà hơi vào như là trong Thánh Kinh nói. Và con người không có phải là mới được tạo ra trong khoảng 10.000 năm vừa qua thôi, như là người ta tin khi người ta đọc Thánh Kinh. Nhưng mà con người đã có mặt rất lâu rồi, hàng triệu triệu năm rồi. Và trước khi nó xuất hiện với hình thức con người thì nó đã xuất hiện với hình thức những cái động vật khác và những cái loài thực vật khác. Và trong cái sự tu tập mình có thể lợi dụng những cái khám phá của khoa học để thấy được tổ tiên xa gần của mình. Không phải là trong quá khứ mình đã từng làm một tảng đá hay là một cái cây bông sứ hay là một đám mây, mà chính ngay trong giây phút hiện tại mình cũng có chất đá, cũng có chất cây và cũng có đám mây ở trong con người của mình. Tức là mình đang là tổ tiên của chính mình. Tổ tiên của chính mình đang là mình bây giờ, mình là sự tiếp nối. Và cái sự quán niệm này nó đưa tới tuệ giác, không cần phải đi qua lĩnh vực tâm và pháp, nằm ngay ở trong lĩnh vực quán thân trong thân đã có tuệ giác, đã giải thoát được rồi. Và cho nên ở đây tức là nhận diện tổ tiên. Nhận diện cội nguồn. Nguồn tổ tiên. Thì nó chỉ là hơi thở thôi. Nó chỉ là hơi thở vào, hơi thở ra thôi. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập cho thấu đáo thì nó đưa tới tuệ giác. Ban đầu thì nó chỉ là lắng dịu, nó chỉ là thiền duyệt. Nhưng mà từ từ nó đưa tới tuệ giác, nhận diện con nguồn, nhận diện tổ tiên. Và tuy rằng chúng ta chưa có con, chúng ta chưa có cháu, nhưng mà con và cháu đã có mặt rồi, nhận diện. Các thế hệ tương lai. Đã có sẵn ở trong mình. Tức là khi mình nhìn một cái cam, mình mới thấy lá cam, cành cam thôi, hoa cam thôi. Nhưng mà biết rằng trong cái cam đó có chứa đựng những trái cam rất là ngọt. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nó sẽ biểu hiện. Mình cũng vậy, mình có con, có cháu, từ mình sẽ lưu xuất ra những thế hệ con cháu. Và mình nhận dần dần họ. Và khi mình mỉm cười được, mình an lạc được, thì tức là mình trao truyền cho cái thế hệ con cháu những cái an lạc, những cái hạnh phúc của mình.
mình có thể tiếp tục khai thác thêm nữa bằng cách là căn cứ học hỏi và thực tập trên kinh Niệm Thân. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là nói rằng là Đức Như Lai đã để cho mình một cái gia tài. Và Đức Như Lai chỉ có 30 mấy năm để 40 mấy năm để thuyết pháp thôi, để dạy thôi. Thành ra Ngài không có đủ sức, không có đủ thời giờ để mà phát triển chế biến. Thì chúng ta là những người con, người cháu Đức Như Lai, chúng ta phải tiếp tục cái sự nghiệp của Ngài. Chúng ta phải nối tiếp. Và chúng ta phải khai thác những cái giáo lý căn bản đó để chúng ta có những cái pháp môn thích hợp mà cống hiến cho thời đại mới, có những nhu cầu mới, có những cái khổ đau mới. Ngoài ra, cái sự quán thân trong thân nó còn liên hệ tới những cái tư thế của thân. Tư thế của thân như là đi, đứng, nằm, ngồi và những cái động tác của thân chúng ta sẽ nói tới trong kỳ sau. Giờ mình phải học cái này một chút xíu á. Bộ là sự phát triển từ Độc Tứ Bộ ra. Và trang 16, chúng ta đã học được cái chủ trương đầu. Buddhagala, Bồ Đạt Già La. Không phải là uống mà không phải là rượu mà có. Chúng ta đã học cái thứ hai. Chúng ta đã học thứ ba. À không, chưa thứ ba. Chúng ta đã học cái thứ tư. Là nếu mà không có cái ngã, một con người á, thì không có thể nào từ đời trước mà chuyển tới đời sau. Và chính nhờ có con người, có một cái ngã nào đó, cho nên ta mới có thể di chuyển từ hiện tại sang tương lai, từ kiếp này sang kiếp khác. Và bây giờ chúng ta đọc câu thứ ba là chư hành hữu tạm trú, diệt hữu sát na diệt. Chư hành hữu tạm trú, diệt hữu sát na diệt. Chư hành tức là các hiện tượng. Chư hành này là dịch từ chữ samskara, tức là formations, all formations. Trong các hành đó, thì có những cái hành nó sát na diệt, nhưng mà cũng có những cái hành tạm trú. Sát na diệt tức là nó xuất hiện rồi nó tiêu diệt, nó sinh ra rồi nó diệt liền ngay lập tức, tức là sát na diệt. Đó là giáo lý của Nguyên Thủy, tức là vô thường, giáo lý vô thường. Momentariness. Momentariness.
Trang thứ 54 của bản tiếng Anh. Some samskara exist for some time while others perish at every moment. Đây là một cái chủ trương mà nó không còn chính thống nữa. Tại vì theo cái giáo lý chính thống, tức là các pháp sinh diệt, tất cả các pháp đều sinh diệt trong từng sát na, là sát na diệt. Sanh ra là diệt liền, sanh ra là diệt liền. Nhưng mà đây lại nói là có các pháp sanh ra diệt liền, nhưng mà có cái nó kéo dài được. Tại vì chưa giải quyết được cái vấn đề sinh tử luân hồi, chưa cắt nghĩa được cái sinh tử luân hồi. Nếu mà nó sinh nó diệt liền thì làm sao mà có thể liên tục được, nó có thể luân hồi được, nó có thể giác ngộ được, nó có người để gây nghiệp báo rồi thọ nghiệp báo. Không có lý người gây nghiệp báo chết rồi rồi cái người thọ nghiệp báo là người khác hay sao? Mình sanh ra cái thì mình diệt liền, mình gây cái nghiệp nào đó thì sau này cái ai là người thọ cái báo đó. Bởi vì vậy cho nên nó mới có một cái lơ lửng là có những cái pháp, có những cái hành nó có thể tạm trụ được, tức là nó có thể kéo dài được. Và đây là nói về những cái hành thuộc về tâm hành. Cái ý trong câu này là nói rằng là có những cái hành thuộc về sắc á, thuộc về sắc. Căn và cảnh thì nó sát na diệt được rồi. Mình đi khi mình nói về vấn đề tâm á, thì chắc là có những cái tâm hành nó có thể kéo dài ra được, tạm trú đó. Chúng ta trở về cái trang trang 7 của chữ nho, trang 10 của chữ nho đó. Và chúng ta đọc cái chủ trương thứ 7. Sắc căn đại chúng hữu chuyển biến nghĩa, tâm tâm sở pháp vô chuyển biến nghĩa. Đây là một chủ trương của Mạc Tông Đại Chúng Bộ. Đó là trang 34 của tiếng Anh. Trang 34 của tiếng Anh, nếu quý vị có bản tiếng Anh. Thì câu này dịch như thế này: The material constituents of the sense organs are subject to change. While the citta and the chaitasika dhamma are not subject to change. Nó có nghĩa là các căn và các cảnh á, thì nó sát na diệt, nó thay đổi, nhưng mà tâm và tâm sở đó thì nó không có thay đổi như vậy. Và đây là chủ trương của Mạc Tông Đại Chúng Bộ. Hôm trước chúng ta đã nói tới cái sự khác biệt giữa bản tông và mạc tông.
bản tông tức là cái phái bộ, cái trường phái gốc. Nhưng mà trường phái gốc sau sau khi tồn tại thời gian thì sinh ra những cái trường phái ngọn, và những trường phái ngọn nó có thể có những cái thấy khác, nó không giống với, không có trung thực với là chủ trương của trường phái gốc nữa. Và đây là một cái chủ trương mạt tông, một chủ trương không có trung thành với trường phái gốc. Trường phái gốc nói rằng tất cả đều là sát na diệt hết, tức là vật chất cũng vậy mà tinh thần cũng vậy, tức là nó sát na diệt. Bây giờ đây là tại vì muốn giải thích luân hồi nhân quả, cho nên phải chủ trương ngược lại là sắc thì nó sắc na diệt, nhưng mà tâm mà có thể là không có sắc na diệt, tâm nó liên tục. Tại vì có một cái niềm thao thức muốn giải thích được cái nhân quả nghiệp báo. Nếu không có cái người, nếu không có cái ngã mà tồn tại lâu dài thì cái người gây nhân và cái người chịu quả không phải là hai người rồi. Người một người gây nhân còn người chịu quả. Thành ra cái người đó phải tồn tại lâu dài để mà chịu quả. Ví dụ như sáng nay mình ăn ớt, ăn chao, chiều nay mình đau bụng. Nếu mà mình ăn xong mình diệt rồi thì cái người bị đau bụng là người khác rồi. Nó đủ được. Vì vậy cho nên là phải có người, phải có ngã. Vậy đó. Thì cái bốn tông mạt tông là luôn luôn nó sẽ xảy ra. Ví dụ như lần mai chúng ta là bản tông. Nhưng mà đôi khi có những cái tăng thân trên thế giới họ muốn thay đổi cho nó phù hợp cái hoàn cảnh địa phương, họ tạo ra những cái chủ trương mạt tông. Thành ra chúng ta phải luôn luôn trở về tắm cái nguồn suối của cái dòng suối của bản tông để coi chúng ta có thay đổi nhiều hay không. Vậy thì câu mình vừa đọc ở đây á, nó thuộc về cái chủ trương của Mạt Tông Đại Chúng Bộ. Và chúng ta thấy nếu trong Đại Chúng Bộ, trong Mạt Tông đã có chủ trương như vậy, thì đến khi có Độc Tứ Bộ và Chánh Trần Bộ chủ trương như vậy thì nó rất là thường. Và đôi khi thấy những cái tông phái khác chủ trương như vậy, thành ra mình mới đem về trong cái tông phái của mình, rồi mình thay đổi và mình trở thành là mạt tông. Là các ảnh hưởng, các phái, các tông phái nó ảnh hưởng lẫn nhau. Thì ban đầu á là Đại Chúng Bộ nó không có như vậy, nhưng mà sau thấy rõ ràng là cần phải như vậy mới giải thích được cái luân hồi sinh tử. Mà chính Thượng Tọa Bộ sau này cũng thay đổi. Thay đổi để có một cái giáo lý mà chứng minh được cái sự liên tục, cái sự nhân quả nghiệp báo. Và chúng ta thấy cái sự thay đổi đó nó xuất hiện trong tất cả, hầu hết tất cả các cái môn phái. Trong Thượng Tọa Bộ mà bây giờ là phái Theravada, thì chúng ta thấy xuất hiện ra một cái giáo lý gọi là hữu phần thức. Hữu phần thức tức là ba văn ga. Ba va là hữu. Ba văn ga hữu phần thức. Mà bây giờ người Tây Phương họ dịch là life và continuum. Và nó là cái dòng liên tục. Cái dòng liên tục.
Vavasota, sota tức là cái dòng như dòng nước. Tiếng Phạn là srota. Vavasota tức là cái dòng hiện hữu tức là sự liên tục để mà giải thích. Nếu không có cái dòng hiện hữu đó, không thể nào giải thích được cái nhân quả nghiệp báo. Tất cả các tông phái Đạo Phật đều phải muốn trung thực với cái giáo lý căn bản của Đạo Bụt, tức là vô thường, tức là phải công nhận sự sinh diệt trong từng sát na của tất cả các hiện tượng, thân và tâm. Và vì vậy cho nên tông phái nào cũng cố gắng để đừng có bỏ cái đó. Thì trong cái Bhavanga này, hữu phần thức này, đây là một cái thức mà nó liên tiếp, nó tiếp nối, nó có trước có sau. Và tại vì có một cái gì có liên tục như vậy cho nên nó mới có thể có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi được. Trong khi đó thì ở tại Đại Chúng Bộ lại sáng tạo ra một cái ý niệm gọi là căn bản thức. Tức là Mula Vijnana. Căn bản thức tức là thức căn bản. Đây là Đại Chúng Bộ. Cái này tức là Theravada, Thượng Tọa Bộ. Và sau này ở trong Pháp Tướng Duy Thức Học mà chúng ta có A-lại gia thức được gọi là hằng chuyển như bộc lưu. Hằng tức là nó tiếp nối không có đứt đoạn, chuyển tức là nó thay đổi trong từng giây phút. Hằng chuyển như bộc lưu, nó luôn luôn nó thay đổi nhưng mà nó liên tục, nó không có đứt đoạn, như là một cái dòng nước chảy. Thì cái đó nó cũng giống như là Bhavanga Sota. Sota tức là dòng chảy. Và trong hữu bộ mà mình sẽ học sau này cũng phát hiện ra cái danh từ gọi là tự tương tục, Svasantana. Tự tương tục. Tức là phải đưa ra một cái giáo lý, một cái ý niệm về cái sự tương tục. Nếu không có sự tương tục thì không có nhân quả nghiệp báo được. Vì vậy cho nên là trong bốn duyên nó có cái thứ duyên gọi là đẳng vô gián duyên, một trong những cái điều kiện là không có sự đứt đoạn, đẳng vô gián duyên. Ví dụ như mình đang dùng cái máy tính, mình đang đánh cái bài gì đó, thì cái điện nó phải liên tục. Còn nếu mà cái điện không liên tục á, thì nếu mà mình chưa xê vào, thì nó hạn mất luôn. Vì vậy cho nên cái điều kiện liên tục là rất quan trọng. Nó không có cái interruption, không có cái sự
gián đoạn. Đó là một điều kiện gọi là đắng vô gián duyên, tức là điều kiện của sự liên tục. Thì các tông phái đều có cái ý niệm đó hết. Chúng ta ví dụ là một cái phim á, chúng ta quay cái phim. Ngày xưa quay phim là phải có một cái cuốn dài. Và đó là những cái hình chúng ta chụp. Ví dụ một người giơ tay ra như vậy này. Thì chúng ta phải chụp ít nhất là 20 cái. Một cái như vậy, một cái như vậy, một cái như vậy, một cái như vậy. Đến khi mà chiếu phim ra thì nó có sự liên tục, thì thấy người đó đang giơ tay lên. Thì thật ra nó chỉ có từng cái gọi là sát na diệt thôi. Nó có từng cái hình ảnh riêng thôi. Nhưng mà tại vì sắp lại gần với nhau cho nó diễn biến thì mình có cảm thấy như là có một cái sự liên tục. Nhưng kỳ thật ra là nó làm bằng những cái sát na hết. Nó dính vào nhau hết. Vì vậy cho nên sự sống là những cái sự liên tục, những cái dòng liên tục. Ở trong đó không có cái gì thì nó bất biến. Và vì vậy cho nên mình vẫn có thể trung thành được với cái giáo lý sát na diệt của Đức Thế Tôn, vô thường đó. Vô thường trong từng sát na. Nhưng mà vô thường thì vô thường, nó vẫn tương tục được như thường, nó vẫn tiếp nối được nhau như thường. Đây vậy cho nên trong các tông phái đều có cái ý niệm tương tục. Và mình thấy trong Đại Thừa thì mình có A Lại Gia Thức, và có Như Lai Tạng, có ở trong các tông phái tiểu thừa thì có những cái như mình vừa nói đó, tức là căn bản thức của Đại Chúng Bộ, hữu phần thức của Thượng Tọa Bộ, và của Thứ Bộ thì mình có Tự Tương Thức với Tha Tương Thức. Đứng về phương diện lý luận, đứng về phương diện quán chiếu thì mình thấy rằng tâm và tâm sở thì nó cũng là hiện tượng, nó cũng là hành. Bởi vì vậy cho nên theo đúng cái giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn á, thì sắc nó cũng vô thường, mà tâm nó cũng vô thường. Bởi vì vậy cho nên nói rằng là có một số các hành là vô thường, là sắc na diệt, còn có một số hành là nó không có sắc na diệt, nó tạm trú. Thế cái đó tức là làm lỗ vốn, tức là cái đó, tức là nó không có đi đúng với cái giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy. Cho nên cái câu này là các hành có cái sắc na diệt, nhưng mà cũng có cái vô thường, cũng có cái tạm trụ. Tại vì họ bị cái sự thao thức muốn chứng minh được nó có nhân quả, nó có luân hồi. Vì vậy cho nên phải nghĩ tới cái tâm thức như một cái gì nó tồn tại dài 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 lâu, và cái đó nó rất gần với là cái ngã. Mà trong giáo lý nguyên thủy thì cái ngã là cái không có, cái ngã bất biến là không có. Vì vậy cho nên trong Tam Pháp Ấn thì thấy rõ rằng là hai pháp ấn đầu là vô thường và vô ngã. Nếu một cái giáo lý nào mà chống lại vô thường vô ngã thì cái đó không phải là chính hiệu, không phải là chính thống. Và Độc Tứ Bộ, Chánh Đường Bộ, hay nói một cách tổng quát là Bố Đạt Già La, trong khi đưa ra cái ý niệm là có một cái người, có một cái ngã, để chứng minh nhân quả nghiệp báo, thì cũng cố gắng để đừng có đánh mất cái giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn là vô thường và vô ngã.